Sáng nay, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai quyết định số 1521 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ ngành địa phương. Có 63 điểm cầu địa phương cùng tham gia hội nghị. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Hội nghị đã tập trung quán triệt một số nội dung cơ bản, những nhiệm vụ giải pháp đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới, theo tinh thần kết luận số 80 của Ban Bí thư và quyết định số 1521 của Thủ tướng Chính phủ. Các đại biểu dự hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn vướng mắc của bộ ngành địa phương trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời đề xuất cơ chế tổ chức thực hiện kết luận số 80 và quyết định số 1521, đảm bảo khả thi, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh, điều kiện tình hình thực tế. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm, phân tích, xác định các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật đang được triển khai hiệu quả tại các bộ ngành địa phương, đề xuất định hướng nghiên cứu nhân rộng để các bộ ngành địa phương có thể tham khảo, áp dụng phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới.